Hello, xin chào các bạn. Nay mình ghé nhà người bạn ở Đà Lạt các bạn. Chiêm ngưỡng vườn phi điệp tím đang nở. Thật sự là rất là tuyệt vời. Các bạn cùng mình theo dõi hết clip nha. Thật sự là quá là rực rỡ. Rất là đẹp. Thơm ngào ngạt. Rất là thơm các bạn ơi. Nhìn bên thực tế bên ngoài rực rỡ vô cùng. Rất là đẹp, rất là đã. Ngồi đây mà uống trà như tiên cảnh. Bạn thấy không? Tuyệt vời chưa? Cái này là hoa tự nhiên nha các bạn. Tức là ở Đà Lạt nó có bốn mùa. Khi mùa lạnh ấy thì nó sẽ ngủ đông rồi cái khi trời vừa ấm lên thì tới mùa hè á, thì nó sẽ nở hoa đồng loạt luôn, nở hoa rực rỡ. Hoa này là nó nở vào mùa hè, tức là khoảng từ tháng 5, tháng 6, tháng 7, tới đó là nghỉ rồi. Bạn thấy không? Đủ loại loại va năm cánh trắng Phú Thọ và những cái loại dạ hạt rừng. Quá trời rực rỡ. Đây, mời các bạn cùng theo dõi hết clip nhé. Cảm ơn các bạn.